Đi tìm những con giáp may mắn và kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2022. Đây là top những con giáp vận vượng quý nhân trong năm 2022 này. Với những con giáp này, sớm muộn gì cũng thành công. Vào đầu năm 2022 thì những con giáp này luôn được quý nhân phù trợ. Những con giáp này dễ dàng chinh phục được đỉnh cao trong công việc kiếm tiền. Không thành công thì cũng thành nhân. Đây là top những con giáp vượng quý nhân trong năm 2022. Dù gặp phải khó khăn hay thuận lợi gì, cũng sẽ được người nâng đỡ. Nhờ đó mà luôn luôn gặt hái được những thành công rất đáng nể và khiến cho mọi người luôn nhìn vào mình phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tý. Tý vốn là con giáp giao thiệp rộng vì có tài ngoại giao thiên bẩm. Tý sẽ là một cái tên đứng đầu trong danh sách những con giáp vượng vận quý nhân nhất trong năm 2022 này. Về đa phần những chú chuột trong cuộc sống đã lên kế hoạch phát triển từ trước đó cho mình. Nếu như cố gắng không ngừng cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân thì bạn có thể sẽ luôn gặt hái được những thành công ngoài dự kiến. Với người làm công ăn lương thì nhờ có các thần trợ mệnh nên mọi việc luôn diễn ra khá suôn sẻ. Với nửa đầu năm tuy là gặp khó khăn nhưng nếu bạn kiên trì cố gắng không bỏ cuộc giữa chừng thì nửa cuối năm ắt vươn lên và đạt được những thành quả nhất định trong công việc. Người tuổi trẻ hãy luôn dành thời gian để tìm kiếm những nguồn cảm hứng và sáng tạo, đồng thời dám thử sức của mình ở việc triển khai những ý tưởng táo bạo nhất và quý nhân ở bên sẽ giúp cho bạn mở ra những hướng đi mới chưa ai từng đi và điều đó cũng sẽ giúp cho bạn được lãnh đạo đánh giá cao, tăng cơ hội thăng tiến ở trong tương lai. Còn với nhóm người làm tư, làm chủ luôn cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất xảy ra, nhưng đừng vì thế mà nản lòng, bởi sau cùng thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện và chỉ cách giúp bạn biến thách thức thành những cơ hội kiếm tiền giàu có nhất. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Dần. Người tuổi Dần là một trong những con giáp vượng vận quý nhân trong năm 2022. Về thực lòng mà nói, trong năm 2022 này là một năm khá vất vả đối với người tuổi Dần. Tuy là bạn rất mạnh mẽ và có bản lĩnh, song thì đôi khi vẫn không tránh khỏi việc rơi vào cảnh lao tâm và khổ tứ. Tuy nhiên thì điều bạn cần làm là phải kiên định với định hướng của mình, chớ thấy sóng gió mà ngã tay chèo. Với nửa đầu năm là một trong những thời điểm mà công việc làm ăn của Dần có sự thay đổi rất lớn và có thể nói là đổi việc hoặc mở mang thêm lĩnh vực khác. Bạn có thể cảm thấy băn khoăn bối rối, thậm chí có thể đánh mất những định hướng của chính mình. Với những lúc như thế này thì Dần hãy khiêm tốn thử hỏi, xin ý kiến của những người đi trước. Có thể đối phương có thể chính là quý nhân chỉ ra con đường đi nước bước cho bạn đó. Và đến cuối năm thì sẽ có các thần nâng đỡ trong công việc sẽ dần đi vào guồng quay. Bạn cũng đã bớt vất vả nhiều hơn và nhờ vào các tinh thúc đẩy bạn có thể dần dần tìm ra phương pháp làm việc mới phù hợp. Và tài lộc cũng chính từ đây mà kéo về đầy túi với những con giáp người tuổi Dần. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Tỵ. Tỵ cũng là một trong những con giáp vượng vận quý nhân trong năm 2022. Về xem tử vi của năm 2022 của 12 con giáp đã cho thấy là quý nhân luôn để ý và chiếu cố đối với người tuổi Tỵ. Tỵ thì với một tinh thần làm việc hăng say chăm chỉ, rất có trách nhiệm và có thể là đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi về tư duy cũng như là về những phong thái làm việc.
với người làm ăn kinh doanh buôn bán rất nhanh chóng, luôn chiếm lĩnh thị trường và thu về không ít những lợi nhuận lớn trong việc kinh doanh. Bạn phải mạnh dạn tiến hành theo các kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước, đồng thời phải sẵn sàng đối diện với những khó khăn mà không chùn bước. Với khách hàng hoặc đối tác thì có thể chính là quý nhân của bạn trong thời điểm này. Tuy rằng ở trong quá trình thực hiện các kế hoạch thì con giáp vượng vận quý nhân của năm 2022 này có thể thấy rằng sẽ có khó khăn và thách thức luôn xảy đến khiến cho công việc ngừng trệ tạm thời. Song đây cũng là lúc mà bạn tìm ra con đường mới để thể hiện mình và rèn luyện để trở thành một người bền bỉ, bản lĩnh hơn trên con đường kiếm tiền của chính bản thân mình. Và các bạn thân mến, con giáp thứ tư đó là con giáp người tuổi Hợi. Hợi cũng là một trong những con giáp vượng vận quý nhân của năm 2022 này. Về vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi thì có nhiều khởi sắc, với một phần là nhờ vào quý nhân luôn luôn xuất hiện đúng lúc và giúp cho bạn khắc phục những vấn đề trong cuộc sống. Và trong năm 2022 này thì bản mệnh có thể sẽ có những thay đổi về nơi làm việc hoặc làm ăn hoặc chỗ ở. Vì thế hãy nhân cơ hội để tìm ra điểm mạnh của bản thân hoặc điều chỉnh về bản thân thực sự như mong muốn. Không nên níu giữ mãi những điều đã lâu nó không thay đổi. Hãy nhớ rằng vạn sự khởi đầu năm thì điều mà bạn cần phải làm là phải kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Sau đó thì quý nhân ắt sẽ trợ lực cho bạn, góp phần để bạn đạt được những kết quả tốt, thậm chí là nó sẽ nằm ngoài sự mong đợi của bạn đó. Với người làm đầu tư hay kinh doanh thì có thể thử sức trong những hạng mục mới. Đừng sợ khó khăn vất vả, bởi đó là yếu tố tất yếu trên con đường vươn đến sự thành công. Và trong thời điểm này, hãy chú ý xây dựng các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Đó có thể là người nâng bước cho bạn trong giai đoạn kiếm tiền này đó. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về những con giáp nghèo khó ở hiện tại thì không che lấp được những tương lai giàu có. Đây đích thực là những con giáp khổ trước sướng sau. Với mỗi người sinh ra ở trên đời đều mang trên mình một mệnh số khác nhau. Có người thì may mắn được hưởng sự giàu sang phú quý ngay từ khi còn sinh ra. Nhưng cũng có người xuất phát với một điểm đã phải sống trong cảnh bần hàn và cơ cực đủ đường. Tuy nhiên thì nếu đã không thể lựa chọn được cách mình sinh ra thì vẫn có thể thay đổi được số phận ở trong tương lai bằng cách là nỗ lực bền bỉ vượt qua mọi khó khăn và thách thức để vươn đến thành công cũng như là có tài phú hơn người. Với điển hình như những con giáp khổ trước sướng sau dưới đây thì dù có sinh ra trong hoàn cảnh thiếu may mắn nhưng mà tương lai lại giàu có đủ đầy nhờ vào sự biết vượt qua số phận của chính mình. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Sửu. Sửu dù không phải tất cả nhưng với Sửu thì đa phần đều có hoàn cảnh xuất thân trong gia đình khó khăn và không có điều kiện như những người khác. Nhưng cũng chính là hoàn cảnh ấy mà con giáp này được tôi luyện với cái tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó và siêng năng hơn người. Với một khuyết điểm lớn nhất của họ có lẽ là tính cách khá nóng nảy, thiếu kiềm chế, song những chú trâu lại sống rất trách nhiệm. Họ tuyệt nhiên không phải là người chỉ vì những phút cáu giận mà hấp tấp vội vàng bỏ dở công việc. Với một khi đã đảm nhận được bất cứ nhiệm vụ nào thì người tuổi Sửu cũng sẽ quyết tâm hoàn thành đến cùng. Chưa làm xong thì bứt phá không yên. Đó là một con giáp làm việc rất nghiêm túc và rất điển hình. Có thể nói họ giống như những chú trâu cày bừa trên đồng ruộng. Dù đất có cứng hay khô cằn ra sao thì trâu ta vẫn cứ cẩn mẫn hoàn thành từng mảnh ruộng cho đến cùng. Bằng chính sự nỗ lực bền bỉ ấy
nên người tuổi Sửu dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng họ vẫn sẽ có một tương lai đầy đủ, sống an nhàn hưởng thụ khi về già, không còn bị hai chữ nghèo khó đeo bám những chú trâu nữa. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Thìn. Cũng giống như người tuổi Sửu, đối với người tuổi Thìn thì cũng là một trong số những con giáp có số khổ trước xướng sau, nhưng xét cho cùng thì con giáp này vẫn được coi là may mắn nhỉnh hơn so với con giáp Sửu một chút. Và theo tử vi học có nói thì rồng vốn là một con cưng của trời nên phúc khí của con giáp này vô cùng vượng và khác biệt hẳn so với những người bình thường. Dù người tuổi Thìn là có sinh ra trong gia đình nghèo khó như thế nào thì cũng sẽ đến một thời điểm nhất định sẽ phất lên mạnh mẽ nhất. Không những vậy mà con giáp này còn được quý nhân tương trợ trong cuộc sống, dẫu làm gì gặp ai cũng đều thuận lợi và xôn sẻ hơn người. Ngay từ vẻ bên ngoài của người tuổi này cũng phát ra khí chất hoàn toàn khác biệt đó. Vậy nên dù xuất phát ở điểm có ra sao nhưng Thìn cũng rất khó để từ chối. Với một cuộc sống giàu sang, tiền tài dư giả, sự nghiệp hanh thông ở trong tương lai, tuy nhiên thì vận may cũng cần đi kèm với sự nỗ lực thực tế. Chỉ cần con giáp này chăm chỉ, không phó mặc cho số phận thì vận may của họ về sau này cứ thế kéo nhau mà đến. Đó là một trong những lý do tuổi Thìn nằm trong top những con giáp trung niên giàu có, hậu vận phát tài, cả đời tiền bạc rủ rỉ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.